chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Ẩm Thực Kỳ Duyên. Xin mời người thân của người được chinh phục. Dạ, em xin chào hai anh chị MC. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Nhã Uyên. Năm nay em 19 tuổi và hiện tại em đang là sinh viên. 19 tuổi. Và bạn với lại cô gái đặc biệt ngày hôm nay là bạn bè hay là chị em hay là em gái của bạn ấy? Em với nhân vật chính ngày hôm nay là chị em. Chị em ruột hay là chị em họ? Dạ, chị không, em nuôi. Bạn bè thôi, học chung thôi. Dạ. Kết nghĩa, chị em kết nghĩa. Chị em kết nghĩa. Dạ, không kết nghĩa. Chị em thì thích thì kêu chị, kêu em. Đúng rồi, chị em dạ. Xã giao. Dạ không có, nhỏ tuổi hơn nên phải kêu chị thôi. Ai chưa gì hết mà thấy gia đình mình hơi khó khăn rồi. Đúng rồi, khó quá. Chắc chắn là ngày hôm nay các chàng trai đến đây chinh phục cô gái này. Đúng. Cũng phải vượt qua cái người chị rất là khó tính đây. Dạ không, em là em. Anh thấy những cái vết hằn trên lưng chúng ta mới gặp thôi mà đã chặt chém mình như vậy rồi. Không biết là bốn chàng trai số phận ra sao. Dạ. Nào, mà gợi ý xem cô gái chúng ta tính tình như thế nào và thích cái sở thích mà về ăn uống ra sao. Chị của em thì là một người nhìn bề ngoài khá là nhỏ nhắn, nhưng mà bên trong thì rất là mạnh mẽ. Wow. Chị em thì món gì cũng thích ăn hết á. Không kén luôn. Dạ không. Cay ăn được luôn. Không. Món gì mà. Thôi anh cũng nhiều vết thương rồi, em cứ hỏi tiếp đi Nhi. Và thực sự mà nói, cái mẫu người đàn ông của chị em là như thế nào, em có biết rõ không? Chị thích một người mà chủ động một chút, nói nhiều, đừng nói ít quá, đừng hiền quá, tại vì sợ chị bắt nạt. Cỡ anh Huy không? Cái mẫu đó cỡ anh Huy không? Anh nói rất ít Nhi à, anh 10 trầm tính mà, anh bị sao vậy? À đúng rồi, em xin lỗi anh Huy. Nãy giờ anh không dám nói luôn đó. Anh sợ những vết dao nữa. Rồi, cảm ơn sự chia sẻ của một người em gái. Tôi mời bạn về vị trí ạ. Nhã Uyên ơi, sau khi mà thấy bốn chàng trai với bốn cái kỹ năng như vậy ở trong bếp, cái nhìn đầu tiên của bạn dành cho bốn chàng trai này thì như thế nào? Về cái nhìn ban đầu thì bốn anh đều rất là đẹp trai. Dạ. À hết rồi hả em? Hết rồi. Dạ. Thì thôi vậy. Cuối cùng là Seo Park. 안녕하세요. 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 Seo Park, can you speak Vietnamese? Speak Vietnamese? Dạ được ạ. Trời ơi, bối rối quá. Seo, bạn có rành về tiếng Việt hay không? Dạ không ạ. Chỉ 50% được ạ. Và thực ra tôi thấy là bạn tên là Seo và bạn hay gọi tên gọi thường ngày là Seo. Dạ Seo. Đúng rồi. Dạ Seo. Và không biết là cơ duyên nào đưa bạn đến với chương trình Ẩm Thực Kỳ Duyên ạ? Em thích nấu ăn và em muốn kiếm một cô gái phù hợp với em. À, kiếm một cô gái. Ngoài cái mà thích nấu ăn á, thì Diệu Nhi được biết là bạn Seo rất là thích nhậu nữa đúng không ạ? Dạ, Seo rất thích nhậu. Seo đang kiếm một cô gái cũng thích nhậu. Và không biết là chị của em đó có bao giờ nhậu không? Chị em có nhậu chứ. Tửu lượng tốt không? Chai hai chai vậy. Vậy là cũng có biết nhậu. À, hai chai đủ rồi. Hai chai đủ rồi. Nhậu cũng có những cái nét văn hóa riêng. Đó là uống vừa đủ, vừa có cảm giác với bạn bè, ngồi chơi với nhau, tâm sự và nói chuyện vui thôi. Hoặc là trong một bữa ăn mình uống một cái ly rượu vang thôi. Thì đúng rất rồi. Là tốt cho tiêu hóa và đẹp da lắm. Chứ không phải nhậu mà xỉn say không tốt. Chào em. Cái này chắc phải nhờ tụi mình quá, việc sắp quá. 안녕하세요. Em muốn hỏi anh là anh sang Việt Nam mình được bao lâu rồi ạ? Anh qua đây 1 năm rưỡi rồi. Vậy là tiếng Việt của anh nói thấy cũng nói chung là em nghe hiểu được. Khả năng nói tiếng Việt của anh cho thực sự xuất sắc, nhưng anh cảm thấy mình thực sự muốn tìm hiểu em và anh sẽ cố gắng để khoảng cách của mình không có rào cản về ngôn ngữ. Anh có biết nấu món Việt Nam không? À, không biết chứ. Anh có thể nấu rau muống xào tỏi và gà chiên nước mắm. Và anh có thể nấu nhiều món, ví dụ Mỹ, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Ý. Và anh muốn cùng em khám phá về những ẩm thực của nhiều nước khác. Và sở thích của anh là hát, nên bây giờ anh muốn hát cho em. Fly me to the moon and let me play amongst those stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Nếu em chọn anh thì anh ngày nào cũng hát cho em và nấu cho em. Fly me to the moon, let me play among the stars. Thời gian đã hết rồi. Cảm ơn anh. Chị có muốn ăn không? Chung Kiên hỏi chị có muốn ăn không? Thực ra đến với chương trình này thì cái niềm hạnh phúc của chị đó là kết nối các bạn với nhau. Đúng rồi. Em làm tới 2 cuốn rồi đó chị. Cái gì? Em làm tới 2 cuốn rồi. Có nghĩa là em dư 2 cuốn. Dạ không, làm 2 cuốn, một cuốn bạn này, một cuốn bạn kia. Bị đâm hết bên này qua bên kia cũng đâm mình. Thật tuyệt các bạn, tuyệt lắm. Wow. Ba. Ba. Không sao đâu, chúng tôi tin tưởng bạn mà. Đây là một cái mùi mà nó rất là kích thích cái vị giác của mình. Bởi vì tỏi đang được chiên rất là giòn. Và có cả cái này là ngò. Thơm, rất là thơm luôn. Và có cả tiêu nữa, rất là dậy mùi. Như vậy thì món ăn vừa rồi thì bạn Nhã Uyên thấy sao nè? Dạ, rất là ngon. Hết rồi. Vâng, rất là quen rồi. Quen, bắt đầu quen luôn. Xin mời bạn Nhã Uyên. Món ăn này ngon. Dạ, nhưng mà khác hồi nãy, nhận xét khác hồi nãy rồi. Phương Linh mọi người ơi. Ngon mà gì nữa à? Nhưng mà bởi vì em không ăn cay được cho nên món này hơi cay đối với em. Ngoài ra thì chị em không có thích ăn mè cho lắm. Nhưng mà món này ngon. Vẫn là một lời khen. Bạn nghe câu cuối được rồi. Ngon. Tim em đang đập rất là nhanh luôn. Đúng rồi, rất là khó lựa chọn. Nào khán giả, các bạn chọn ai? Wow, như vậy lại càng khó khăn hơn nữa cho lựa chọn của bạn Phương Linh. Nhã Uyên có lời khuyên nào dành cho Phương Linh không? Chị phải nghe trái tim của chị thôi, không ai khuyên được chị lúc này cả. Hai anh có thể đưa tay ra được không ạ? Hai anh nhắm mắt đi rồi có gì em nắm lên tay ai thì người đó sẽ là người em chọn để đi tiếp. Như vậy, chàng trai Hải Nam là người đã được Phương Linh chọn rồi. Cảm ơn bạn Seo rất là nhiều. Trước khi ra về, không biết là bạn Seo còn có lời nào muốn nhắn gửi đến bạn Phương Linh hay không? Anh rất vui được gặp em và chúc em may mắn nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn bạn Seo rất là nhiều. Rất là dễ thương. Cảm ơn bạn ạ. Và ngay bây giờ. Cô gái ơi, em đi đâu đây? Giờ cho không chị thì em được không? Nhịn lắm nãy giờ nhịn. Giờ không chị thì em được không? Rồi anh đi Gia Lai chưa? Em dắt anh về Gia Lai chơi. Đây là một bà em trực chờ cơ hội. Đúng rồi. Mà em này rất là thích những người hát hay nữa. Lúc nãy anh hát chắc là Uyên cũng đã tìm ra công thịt rồi. Hai bạn nắm tay và dẫn nhau ra về. Ủa? Chúng ta phải hết sức bình tĩnh, đây mới là giải chính nè. Nữ phụ từ đầu chương trình đến giờ luôn tỏ thái độ. Thì ra là có lý do của nó. Luôn trực chờ cơ hội. Không sao. Đó là một cái sự bất ngờ. Và đó là một quyết định táo bạo của em. Kiểu như bị cảm nắng á chị. Em bị cảm nắng rồi. từ lúc mà anh Seo ba nói chuyện kiểu phần tâm giao luôn, phần một luôn. Let me say what spring is like on you, Peter and Mark. Nếu em chọn anh thì anh ngày nào cũng hát cho em và nấu cho em. Nói chuyện cực kỳ dễ thương. Mà anh học tiếng Việt mới có 5 rưỡi à, mà anh nói chuyện dành hết mọi sự chân thành để nói. Sau cái chương trình này thì có thể hai tụi em sẽ cùng nhau đi ăn uống nè, hoặc là nếu có cơ hội thì hai đứa sẽ cùng nhau nấu ăn. Dạ, sau khi chương trình này xong thì mình có thể đi ăn, đi nhậu, đi nghe nhạc. Sẽ có nhiều điều chia sẻ với nhau. Em không nghĩ mình tới đây mình sẽ tìm được một người bạn như là anh Seo đâu. Em chỉ nghĩ em tới đây với chị của mình thôi. Nhưng mà không ngờ gọi là có duyên ha. Em xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em được tới đây, được có mặt ở đây và được gặp anh Seo. Và các bạn ơi, đừng quên đón xem chương trình Ẩm Thực Kỳ Duyên nhé. Đón xem tập 11 Ẩm Thực Kỳ Duyên phát sóng vào lúc 20h30 phút thứ 6 ngày 7 tháng 12 năm 2018 trên kênh HTV7.